Nào xong konnichiwa, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ở video kanji chương 1 buổi 4. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu các chữ kanji. Ở đây chủ đề sách đưa ra là dashi liên quan đến tạp chí. Cụ thể hai chữ đầu tiên chính là cái tiêu đề bài này luôn, chữ tạp và chữ chí nha. Tiếp theo là chữ san, chữ tịnh, chữ quyển và chữ chứ. Đầu tiên là chữ tạp, tạp trong tạp chí, tạp âm phức tạp đó. Bộ thành phần thì rất là dễ nhìn theo hình minh họa thôi. Chúng ta có cửu này, mộc này và truy chính là con chim. Hình minh họa vẽ luôn ra cả mộc thành phần đúng không nào? Nhắc lại bộ thành phần gồm có cửu cộng mộc cộng truy là con chim nha. Nên công mẹo là gì? 9 con chim đậu trên cây, nhìn thật hỗn tạp. Để nhớ chữ tạp trong hỗn tạp, phức tạp đó, thì gồm có 9 là bộ cửu đúng không ạ? Cộng với cả gì? Con chim với cả mộc là cây, chim là bộ truy. Quá dễ rồi, tập viết nhiều cho quen nữa nha. Chuyển sang cách đọc, chúng ta sẽ có cái đọc theo âm ôn thôi, nhưng mà là hai cách nhé. Bình thường chủ yếu đọc là giặt sự trong giặt ruôn, giặt ruôn. Chữ tạp với cả chữ âm đấy, đọc sao nghĩa vậy? Tạp âm, giặt ruôn, tạp âm. Tiếp theo cách với chữ phức thì thành gì? Phức cứ giặt sự, phức cứ giặt sự, phức tạp. Giặt sư đan, giặt sư đan thì hiểu là chuyện phiếm, tán ngẫu. Chủ yếu đọc là giặt sự, đôi khi có thể biến ra một chút, ví dụ như là giặt si là tạp chí. Còn một số trường hợp khác chúng ta đọc là dô trong dô kim, rẻ lau, khăn lau chẳng hạn, hóa ra lại là chữ tạp này, dô kim. Một trường hợp khác cũng đọc theo cách đọc dô nhưng ít gặp hơn là dô ni, món canh đầu năm. Rồi, chủ yếu nhớ chữ tạp này, cách đọc là giặt sự, giặt sư ông, phục cơ giặt sự, giặt sư đan. Nhớ thêm cách đọc là dô trong dô kim vì từ này cũng hay gặp, còn dô ni thì ít gặp hơn cho nên nhớ được thì tốt mà không nhớ được thì cũng không sao. Ok, lại tiếp tục nhẩm mẹo. Luyện viết chữ rồi sau đó nhẩm các từ liên quan và làm bài test 5 giây nhé. Trong vòng 5 giây, hãy đọc nhanh các chữ kanji sau. Ok, xong chữ tạp rồi thì đến chữ chí, chí trong tạp chí. Bộ thành phần gồm có bộ ngôn cộng với cả bộ chí khác nha. Bộ chí này thì gồm có sĩ cộng với cả tâm, cho nên chúng ta sẽ nhớ mẹo như sau. Kẻ sĩ dùng ngôn từ bằng trái tim để viết tạp chí. Để nhớ chữ chí trong tạp chí thì gồm có gì? Kẻ sĩ nói đến bộ sĩ này, rồi dùng ngôn từ nói đến bộ ngôn nha, bằng trái tim để nhắc đến bộ tâm. Kẻ sĩ dùng ngôn từ bằng trái tim để viết tạp chí, vừa nhẩm mẹo vừa viết chữ chí cho quen, gồm có bộ ngôn, bộ sĩ cộng với cả bộ tâm nhé. Phần viết khá dễ đúng không nào? Phần đọc cũng dễ luôn vì chỉ có một cách đọc theo âm ôn thôi, đó là si trong giá si tạp chí. Fashion si, tạp chí thời trang. Ghép chữ nhật đọc là nishi, nishi, sổ ghi chép. Một từ nữa sách cung cấp chính là bunge si, tạp chí văn nghệ. Ok, các bạn tập viết theo mẹo, sau đó thì nhẩm các từ liên quan rồi tiếp tục làm bài test 5 giây nha. Trong vòng 5 giây, hãy đọc nhanh các chữ kanji sau. Suki sang bằng chữ san trong tuần san tập san đó. Bộ thành phần gồm có bộ can cộng với cả đao các bạn ạ. Bộ can ở đây thì người ta liên tưởng đến số 21 bởi vì chúng ta thấy có nhị đúng không? Cộng với cả một nét sổ dọc xuống có thể nhẩm đến số 21.
nên cô mẹo trong lúc alone đó là bài viết về 21 loại dao được đăng trên tuần san. Còn có một câu khác chúng ta có thể liên tưởng từ hai bộ thành phần chính là làm khô dao để cắt tật san, bởi vì can là gì, làm khô đúng không ạ? Cho nên chúng ta sẽ nhớ mẹo là làm khô dao để cắt tật san nha. Ok, nhìn chung là phần viết chữ này chỉ có 5 nét thôi cho nên cũng không có gì khó cả. Ta chuyển sang cách đọc. Từ này cũng chỉ có một cách đọc theo âm ôn là can thôi. Trong căng cô, căng cô nghĩa là phát hành. Cho căng báo ra buổi sáng. Như căng báo ra buổi chiều. Nịch căng chi hiểu là báo ngày. Chiêu căng chi báo tuần hay có thể hiểu là tuần san. Và cuối cùng, sô căng cô số báo đầu tiên. Phần viết của chữ này dễ rồi thì các bạn hãy tập trung hơn vào việc nhẩm các cái từ liên quan nha. Sau đó thì lại làm bài test 5 giây nào. Trong vòng 5 giây, hãy đọc nhanh các chữ kanji sau. Chữ tiếp theo chúng ta hôm nay là chữ tịnh, các bạn có thấy quen mắt không ạ? Chính là trong nada bự đó. Chữ này có tổng 8 nét, không có bộ thành phần mà các bạn chỉ nhẩm theo hình ảnh thôi, viết nhiều cho quen này. Đứng xếp thành hai hàng dọc, có hai hàng dọc được chưa ạ? Hai hàng ngang, có hai hàng ngang này và hai hàng chữ V. Bởi vì chúng ta thấy có 4 nét phẩy tất cả tách ra như vậy, có thể hình dung đến hai hàng chữ V nhé. Đứng xếp thành hai hàng dọc, hai hàng ngang và hai hàng chữ V. Tập viết nhiều cho quen tay là sẽ nhớ được chữ tịnh này. Về cách đọc thì âm cơn các bạn đọc là nara, chủ yếu trong các động từ ấy, ví dụ như là nara bê đủ, sắp xếp bố trí, nara bự, xếp hàng, hoặc là trong phó từ nara bini, dịch nghĩa, và cách nói hơi cứng một chút. Những trường hợp mà các bạn gặp đứng sau một danh từ nào đó khác như là yama hay là ie chẳng hạn đi, thì khi đó chúng ta không đọc là nara nữa nha, mà đọc thành nami. Có hai cách phiên âm, một là chữ mi ở phía dưới cạnh chữ kanji, hai là nhất vào phía trên đều được. Yamanami, Ieyami sẽ dịch là dãy nhá, dãy nhà, dãy núi chẳng hạn. Ngoài ra các bạn cũng sẽ đọc là Nami theo dạng công thức ngữ pháp danh từ cộng Nami, dịch nghĩa là như là, giống như là, ví dụ Hitonami, như bao người bình thường, Denenami, như mọi năm. Đó, các bạn để ý nha, thường trong các trường hợp là động từ hay là phó từ chúng ta sẽ đọc là Nara, trong Nara Bedu, Nara Bự, Nara Bini chẳng hạn. Còn nếu như đứng theo sau danh từ thì đọc là Nami. Trường hợp đọc theo âm ôn thì các bạn sẽ nhớ cho mình cách đọc là He trong từ Heretsu chẳng hạn. Heretsu sẽ hiểu là sự song song hay sự sóng đôi. Hay ghép với chữ tẩu đọc là Heso, hiểu là chạy song song. Hoặc là ghép chữ hành Heko chẳng hạn, đi tiến hành song song. Sách thì không đưa nhiều nên mình chỉ ví dụ thêm từ Heso kia thôi. Các bạn cứ nhớ cách đọc âm ôn sẽ là He nhé. Ok, giờ các bạn tập viết chữ này đi, nhẩm thuộc các từ liên quan, sau đó tiếp tục làm bài test 5 giây nào. Trong vòng 5 giây, hãy đọc nhanh các chữ kanji sau.
Ok, chữ tiếp theo là chữ quyển. Các bạn quan sát hình minh họa nha để chúng ta hình dung ra cái mẹo nhớ. Đầu tiên chúng ta có bộ dưới cùng chính là bộ kỷ đúng không ạ? Người giống như đang quỳ gối đó. Còn bộ phía trên thì nó không có bộ thành phần cụ thể, nhưng chúng ta nhìn thấy thấp thoáng đâu đó có hỏa cộng nhị đúng không nào? Ngọn lửa kia kìa và số 2. Cho nên chúng ta sẽ nhớ mẹo cách viết chữ quyển như sau. Quyển sách nói về hai vụ cháy kỷ lục. Để nhớ chữ quyển này sẽ gồm có hai vụ cháy, ý nói đến bộ hỏa cộng nhị đang xen nhau như thế, và chữ kỷ phía dưới nha. Tập viết nhiều cho quen, vừa nhẩm mẹo vừa tập viết ạ. Quyển sách nói về hai vụ cháy kỷ lục. Chuyển sang cách đọc, chúng ta có kunyomi đọc là ma trong ma cự. Ma cự động từ nghĩa là quấn hay cuốn cái gì đó. Còn danh từ đọc là maki trong norimaki. Norimaki hiểu là cơm cuốn rong biển. Lưu ý là trường hợp này trên phiên âm chỉ có chữ ma thôi nhé, norimaki chữ kỷ phía dưới cơ. Còn một trường hợp khác mặc dù rất là hiếm gặp thôi, sách đánh dấu tam giác là từ ít gặp đây nhưng mình vẫn có đưa ra, chính là toranomaki. Toranomaki ở đây nghĩa là sách bí kíp hoặc là phao thi các bạn. Lưu ý là trường hợp này không có chữ kỷ ở phía dưới đâu mà chữ kỷ nhảy lên phía trên phần phiên âm nha. Toranomaki, sách bí kíp, phao thi. Sau cái đọc âm ôn thì các bạn sẽ đọc là căng theo jo căng. Jo căng tập trước, ge căng, ge căng tập sau, và gen căng, gen căng toàn tập, thì nói cả bộ sách chẳng hạn. Rồi các bạn lại tập viết theo mẹo đi, nhẩm mẹo quyển sách nói về hai vụ cháy kỷ lục để tập viết cho quen tay. Tiếp đó là nhẩm các từ vựng liên quan, sau đó lại làm bài test 5 giây nhé. Trong vòng 5 giây, hãy đọc nhanh các chữ kanji sau. Chữ cuối cùng là chữ chứ, chứ trong chứ danh. Bộ thành phần gồm có bộ thảo phía trên cộng chữ giả phía dưới, thảo cộng giả nha. Mẹo nhớ người đội cỏ trên đầu là tác giả chứ danh. Để nhớ chữ chứ trong chứ danh đấy thì gồm có tác giả đội cỏ. Với cách đọc thì thứ nhất, cách đọc theo âm cơn. Nếu như bạn thấy có chữ sự đứng đằng sau chữ chứ này thì bạn đọc là arawasu, nhưng không phải là chữ biểu đâu nha, đây là chữ chứ cơ. Vẫn đọc là arawasu nhưng nghĩa của nó sẽ là viết theo kiểu là viết rồi xuất bản ấy ạ. Nếu như gặp cái chữ chữ này dưới dạng thức tính tuyệt đối y thì bạn lại đọc là ichiziru trong ichizirushi. Ichizirushi hiểu là đáng kể, rõ rệt. Ví dụ nền công nghiệp thì đấy đã có những cái tiến bộ đáng kể chẳng hạn. Ok, sang cách đọc theo âm ôn, các đọc là chỗ. Ví dụ chỗ mezin. Chỗ mezin là người có danh tiếng, chứ danh nhân đấy. Tiếp theo chỗ chỗ. Chōshō, tác phẩm sách. Tsugi, chōshō. Chōshō, tác giả, người viết. Và từ liên quan cuối cùng sách đưa ra, mechō. Mechō, kiệt tác, ý nói đến các cuốn sách nha, các cuốn sách nổi tiếng, các cuốn sách kiệt tác. Ok, phần giảng nội dung liên quan 6 chữ kanji đến đây là kết thúc rồi. Các bạn hãy nhẩm mẹo người đội cỏ trên đầu là tác giả chứ danh để tập viết cho quen chữ chứ này. Nhẩm các từ liên quan làm bài test 5 giây, sau đó tiếp tục triển khai hai nội dung test của video nhé. Trong vòng 5 giây, hãy đọc nhanh các chữ kanji sau.
Giờ cùng test trộn ngẫu nhiên các từ vừa học nào.
Tiếp theo là phần test đọc kanji trong câu. Hãy đọc nhanh chữ kanji chứa trong các câu sau. Radio に雑音が入る。彼はコーヒーを飲みながら友達と雑談した。彼はいつも単純な問題を複雑にする。これは病状の経過を記す日誌だ。この本は刊行されなかった。雑誌を読むのが大好きです。彼は勇敢にさっと目を通した。このタオルを雑巾として使ってください。文芸誌のコーナーには僕しかいない。お雑煮の作り方は地方によって様々である。教室に机と椅子を並べる。この週刊誌は毎週1回発行される。その切符を買うために列に並ばなきゃ。その話はすべての日刊誌に載っていた。やっと人並みに生活しています。作家にとって彼らは読者並びに批評者でもある。野菜で肉を巻いて食べた。全巻の刊行に1年2ヶ月を要した。この薬は頭痛に著しい貢献がある。彼女はハリウッドの著名人だ。創刊号が発刊されたのは1980年の初めだった。これは古典文学の名著だ。Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học. Hy vọng video này phần nào giúp cho các bạn nhớ được kanji dễ dàng hơn. Giờ hãy tự nhẩm lại toàn bộ bài hôm nay, sau đó thì làm bài tập trắc nghiệm được up dưới video trên web tiengnhatcolam.vn nhé. Hẹn gặp các bạn ở các video sau. Chào nè!